Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Cách Nga xử lý vấn đề lính đánh thuê quốc tế tới Ukraine Nga đã giải quyết vấn đề của lính đánh thuê ở Ukraine bằng một cuộc tấn công. Đó là đầu đề bài viết của rất nhiều tờ báo phương Tây sau khi Nga tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào trung tâm huấn luyện Javorov vào ngày 13 tháng 3. Vậy sự thật tại trung tâm này là như thế nào? Các tờ báo của phương Tây cho biết, Lính tình nguyện sau những giây phút hào hứng ban đầu khi vừa đặt chân đến Ukraine, nhưng sau vụ tập kích tên lửa của nga đã và đang chạy trốn khỏi Ukraine trong sợ hãi. Mặc dù phía Ukraine cho rằng số lính tình nguyện thiệt mạng thấp hơn nhiều so với thông báo của phía nga. Xung quanh cuộc tập kích hỏa lực này, các bên đều tiết lộ thông tin trái chiều. Trước hết là về số người thương vong. Khi người phát ngôn Bộ quốc phòng nga Konasenko cho biết, nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa để đánh vào trung tâm Javorov, tiêu diệt 180 lính đánh thuê nước ngoài và một số lượng lớn vũ khí phương Tây viện trợ. Trong khi đó, người đứng đầu cục quản lý quân sự khu vực Lviv nói rằng chỉ có 35 người đã thiệt mạng và 134 người bị thương, nhưng chỉ ở trung tâm Javorov và không tiết lộ số người chết, còn đại diện chính quyền thành phố Lviv nói rằng chỉ có 9 người chết. Đánh giá chung, con số thương vong mà phía Ukraine tuyên bố thấp hơn nhiều so với con số mà phía Nga công bố, và phía Ukraine khẳng định không có người nước ngoài nào thiệt mạng hoặc bị thương vong trong vụ tấn công. Vậy trong ba tuyên bố trên, thông tin nào là chính xác? Nhưng xét về mặt logic, có khả năng số liệu do quân đội Nga công bố đáng tin cậy hơn, ngay cả khi có một con số sai lệch nhưng có lẽ sẽ không quá chênh lệch. Nguồn tin cũng cho biết ngày 14 tháng 3, trung tâm huấn luyện Javorov là cơ sở huấn luyện quân sự lớn nhất ở miền Tây Ukraine, đóng vai trò là trung tâm tuyển mộ các chiến binh tình nguyện nước ngoài vào quân đội Ukraine. Và từ đây, lực lượng này được chia đi khắp chiến trường Ukraine. Do vậy là trung tâm đào tạo cốt lõi và là trung tâm phân phối lính đánh thuê nước ngoài do chiến trường Ukraine. Có thể vì vậy, các quan chức Ukraine tuyên bố cuộc tấn công của Nga không gây ra thương vong cho người nước ngoài. Ai sẽ tin điều đó? Nói như vậy chắc chắn là che đậy sự thật. Thứ hai, có bao nhiêu tên lửa của Nga bắn trúng vào Javorov? Các nguồn tin của Nga cho biết Nga đã sử dụng 9 tên lửa hành trình để tấn công. Các nguồn tin Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng 30 tên lửa. Không cần biết con số là bao nhiêu, nhưng thật khó tin là không có lính đánh thuê nước ngoài nào bị chết hoặc bị thương Trước khi tên lửa tầm xa của Nga được phóng đi, chắc chắn họ đã thực hiện nhiều hoạt động trinh sát tình báo mục tiêu, sau đó mới thực hiện cuộc tấn công có chủ đích. Hiện tại không thể ước tính chính xác số lượng tên lửa mà quân đội Nga đã tấn công vào ngày hôm đó, nhưng xét thông tin từ các báo nước ngoài và tin tức trên mạng xã hội, cường độ tấn công của quân đội Nga ngày hôm đó là rất cao. Kênh truyền hình của Nga hôm 15 tháng 3 đưa tin sau cuộc tấn công, khi phỏng vấn một tay súng bắn tỉa 28 tuổi đến từ Brazil cho biết Chúng tôi đã bị tấn công trong một thời gian dài, sau đó tinh thần chiến đấu đã mất đi rất nhiều. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào trung tâm Yavorov, tay súng bắn tỉa đã quay về Ba Lan và không hề có ý định quay trở lại Ukraine chiến đấu. Nếu lời kể của người lính đánh thuê là sự thật, thì mức độ dữ dội của vụ tấn công ngày hôm đó là điều hiển nhiên. Sau đợt tấn công này, như các phương tiện truyền thông đã nói, Nga đã giải quyết vấn đề lính đánh thuê ở Ukraine chỉ bằng một cuộc tấn công duy nhất ở mức độ nào đó tác dụng thực sự của đòn tấn công này đã khiến những trí nguyện quân nhụt trí trước sức mạnh hỏa lực của quân nga